Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Sau một tháng Mai Phương qua đời, Trương Bổng Như lại có động thái mới nhất về cô bạn thân. Từ lúc Mai Phương qua đời cho đến nay, Trương Bổng Như khá kín tiếng. Cô cũng tránh chia sẻ với những việc có liên quan đến bạn thân quá cố. Cùng với Ốc Thanh Vân, Trương Bổng Như thực sự là người bạn chân quý, người hùng thầm lặng đã xuất hiện trong cuộc đời Mai Phương những năm tháng qua và cả những ngày cuối đời của cô cho đến khi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kể từ khi lúc Mai Phương nhập viện cho đến khi qua đời, về những chuyện liên quan đến bạn thân thì Trương Bổng Như ít khi lên tiếng hay chia sẻ trên trang cá nhân. Thay vào đó, Ốc Thanh Vân là người phát ngôn, trả lời trong một bài phỏng vấn trước đó. Trương Bổng Như từng cho biết cô không muốn mang người đã mất ra để đánh bóng tên tuổi của mình. Sau khi Mai Phương qua đời, nhưng những chuyện xung quanh về gia đình cô luôn được quan tâm bị đầu bới. Trương Bổng Như vẫn quyết giữ im lặng. Cô chỉ chia sẻ những thông tin về cuộc sống ngày thường của mình. Cho đến mới đây, sau một tháng bạn mất, Trương Bổng Như mới có động thái nhỏ thể hiện thương nhớ và xót xa. Cụ thể, Trương Bổng Như chia sẻ lại bài viết cách đây tròn một năm. Đó là lần cô cùng con trai đến nhà để nấu món cà ri tôm Thái cho mẹ con Mai Phương. Trong bài đăng năm 2019, Trương Bổng Như vẫn giữ thói quen gọi Mai Phương là vợ nhỏ. Những bức ảnh con trai Bổng Như cùng con gái Mai Phương tiểu thích chơi cùng nhau khiến nhiều người xúc động. Bài viết ngắn gọn của Trương Bổng Như đã nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Một số người đã để lại bình luận rất xúc động. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có nỗi nhớ và thương Phương là rõ ràng, chân thật và đau đớn nhất chị ạ. Chắc chắn là chị Phương cũng đang nhớ chị nhiều lắm. Chị phải cố gắng mỉm cười chị nhé, chị buồn là Phương cũng buồn đấy chị ạ. Hay nhớ những ngày tháng hóng phim có chị ấy, những talk show có chị ấy. Nhưng bây giờ còn đâu, em vẫn chưa tin đây là sự thật nữa. Nhớ chị ấy rất nhiều chị Như ơi. Mặc dù không nhắc đến tên cô vợ nhỏ của mình, nhưng nếu chú ý thì Trương Bổng Như vẫn thường âm thầm bày tỏ sự nhớ nhung dành cho bản thân. Ngoài ra, cô còn chung tay chăm sóc lo lắng cho tương lai của con gái Mai Phương. Hôm ngày 24 tháng 4, Trương Bổng Như cùng Trấn Thành và Ốc Thanh Vân đã mở sổ tiết kiệm cho bé La Vi sau thời gian dài lên kế hoạch. Đã hơn một tháng Mai Phương ra đi, nhưng rất nhiều người vẫn thương nhớ về cố nghệ sĩ. Cách đây không lâu, chuyện quản lý cũ mua cả chợ cá để thả phóng sinh cho Mai Phương khá gây chú ý trên mạng xã hội. Quốc Trường ôm di ảnh nghẹn ngào tiễn đưa ông nội, Miu gửi lời chia buồn. Nam diễn viên Quốc Trường được Miu, Nguyệt Ánh, Tiến Luật và các đồng nghiệp gửi lời chia buồn sau khi báo tin buồn về đám tang của ông nội. Cách đây 2 ngày, ông nội của Quốc Trường vừa qua đời do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 89 tuổi. Nam ca sĩ đã thông báo tin buồn trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời động viên từ các đồng nghiệp và người hâm mộ. Đến nay, sau khi cùng người thân lo liệu xong việc ma chay cho ông nội, nam diễn viên về nhà đi con tiếp tục viết tâm thư cảm ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho mình trong những ngày qua. Quốc Trường gây xúc động khi đăng lại khoảnh khắc buồn bã đòi khăn tang, cầm di ảnh ông nội trong đám tang. Suốt những ngày tang lễ, nam diễn viên tiều tụy hơn hẳn. Anh không sử dụng mạng xã hội, ngừng quản lý công việc kinh doanh để túc trực bên ông nội trong thời khắc cuối cùng. Quốc Trường chia sẻ những kỷ niệm về ông nội và gửi lời cảm ơn mọi người đã động viên anh. Tài tử an lòng và biết ơn cuộc đời khi trong một tháng nghỉ ở nhà thực hiện giãn cách xã hội vừa qua, anh lại có cơ hội gần gũi bên ông nội nhiều hơn. Không bỏ lỡ những ngày cuối đời của ông, hôm nay đã tiễn ông về Suối Vàng. Ông hưởng thọ 89 tuổi. Sự ra đi đã được biết trước, thật may mắn khi trong một tháng qua mình đã ở bên cạnh ông rất nhiều. Chứng kiến từng khoảnh khắc diễn biến của ông, điều đó cũng làm cho mình cảm thấy an lòng. Cảm ơn những lời chia buồn của các anh chị em đồng nghiệp khán giả và bạn bè gần xa. Các bạn từ Bắc đến Nam đã vào tận Cần Thơ để viếng tang gia bối rối. Trường không thể tiếp chuyện cũng như chưa phản hồi tin nhắn đến mọi người. Một số công việc đã đình trệ ảnh hưởng đến tập thể trong vài ngày qua, mong được mọi người thông cảm. Lời cuối, Trường và gia đình vô cùng cảm ơn với những chia sẻ động viên của mọi người. Nhiều đồng nghiệp như Tiến Luật, Trương Quỳnh Anh, MC Tuấn Tú, Lương Tế Thành, Chi Bảo cũng dành cho Quốc Trường những lời động viên chân thành, mong anh sớm vượt qua đau buồn.
Trước đó, nam chính phim Về Nhà Đi Con chia sẻ một bức ảnh đen trắng lên trang cá nhân thay cho lời thông báo mà không tiết lộ gì thêm. Được biết, nam diễn viên Về Nhà Đi Con là một người con, người cháu vô cùng hiếu thảo. Anh luôn nhắc về gia đình, cha mẹ với niềm tự hào và tình cảm gắn bó. Hơn một lần, Quốc Trường từng kể về gia đình và chia sẻ cha mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh. Nam diễn viên cũng vừa hoàn thành biệt thự 25 tỷ tại quê nhà Cần Thơ để cha mẹ an hưởng tuổi già.